gì đây? Mẹ gọi con. Mẹ gì? Gọi con gì? Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Hả? Tôi nuôi quỷ hay vậy? Mà tôi nhiêu đây mà tôi nuôi được nhiêu đây trời? Ông biết tôi là ai? Đây là cậu nuôi. Đây là cháu tôi nè. Tôi là cháu ổng đó. Cháu hả? Cháu gì sao nhìn... Nhìn sao, nhìn sao? Anh nhìn thấy sao? Nhìn sao, nhìn sao, nhìn sao, anh nhìn sao? Dạ, không dám nhìn luôn. Không nhìn được, không dám nhìn được. Tôi qua đi thu tiền điện hay gì? Dạ, đâu? Đi cán ghế. Mà thấy hàng kia nó đẹp trai quá, sắc chắc không chung thủy. Đẹp trai là không chung thủy, nãy với bích thê cơ thôi. Theo như những người đàn ông mà em từng gặp, họ có một chút xíu ngoại hình thì không được chung thủy cho lắm. Trời ơi, nhớ dai vậy. Thích quê hay thích Linh? Dạ, thích... là tình địch của ông kia ông hát hay lắm à. Bên kia là ta hát rồi cổ rụng nụ mà đẹp trai nữa. Nhưng mà em nhảy giỏi. Nhảy giỏi? Nhảy giỏi. Nhảy cái gì tôi mở nhạc cái nhảy. Bubby. Bubby. À được. Mở nhạc nhảy cái coi. Mở rồi nha, mở rồi nha. Nhạc. Vô. Action. Ê ông đợi có gì không đợi? Thả tim, thả tim. Không có duyên nè. Tôi đang định kêu tôi ngồi, tôi tưởng ba tôi chích mở nhạc. Không tự nói action mà tôi tưởng ông nhỏ ông hát xì. Tôi ông bị nhảy mũi. Rồi nhảy rồi đó hả? Nhảy rồi. Dạ tôi lạy hồn làm ơn nhảy lại lần nữa tôi lấy hình coi. Nhảy rồi, lần nữa hả? Nhảy lần nữa y chang vậy nha. Thôi giờ nhảy robot đi. Rồi, rồi rồi nói. Đó. Mẹ ơi. Có nhạc kìa, đó có nhạc. Ôi, xay gối luôn. Xay gối luôn. Xay gối luôn. Đào gối luôn. Đào. Ông này có duyên quá ta. Đại biểu thích thuê có tiền nuôi nó không? Có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. Có nhà cho Khuê về ở không? Có. Có sẵn hay mướn? Có sẵn. Có xe chở Khuê đi hát không? Xe máy. Xe máy được rồi. Đồng ý cho Khuê hát không? Đồng ý. Đồng ý luôn. Tại em đang học hát nè. Vậy hả? Bây giờ hát một câu đi. Hát nhạc sơ tùng được không? Hát nhạc đáng trường được. Lòng anh cho kêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu mong chờ. Nãy giờ vui quá quên hỏi tên, tên gì ạ? Dạ con tên Quý. Có duyên lắm biết không? Nhưng mà hứa với chị đừng có đi nhảy cũng đừng có đi hát. Để yên có hát cho Khuê nghe, nhảy cho Khuê coi thôi, múa võ cho Khuê thôi. Yeah. Đừng có làm cái điều đó bắn vé. Yeah. Cái mỏ hát kỳ lắm, cái mỏ hát kỳ lắm. Cái mỏ hát kỳ lắm. Quý. Dạ. Yeah. Cậu có biết là cậu đang ngồi kế bên tình địch của cậu không? Đây là đối thủ. Đối thủ? Nói gì? Một câu cho đối thủ nhục nhã bỏ về coi. Mày đẹp trai quá. Mày đẹp trai quá. Mày đẹp trai quá. Còn gì nữa, còn gì nữa? Ông đầu lao. Ông nói cho ông ta dứt ngọng, ta nhục, ta về chứ. Tại sao ông nói mày đẹp trai quá? Mày còn hát hay quá. Kiểu giống như là mày dám chơi ta hả? Chết luôn kìa. Chơi kỳ vậy? Câu cuối, nói câu dứt ngọng nè. Mày về. Mới về sao được, nó hát hay mà vậy. Đẹp trai nữa. Tao về. Tao về. Em suy nghĩ rất nhiều. Thì em thấy em không có gì hết. Nên em thấy chứ không biết em trụ được không nữa. Cậu tranh qua bên này, không được cho bên này luôn. Nói bên này, cậu nhìn thẳng với mặt nói. Mày cạo râu đi. Phải nhìn nó men á, đẹp. Trời ơi. Nói nghe. Khen luôn, nhìn men đẹp nữa chứ. Bạn là Khuê, còn mình là Linh. Còn có râu hay không râu cũng liên quan nhau. Bây giờ nói vô giùm cho con nhỏ tiếng. Chứ giờ kèo này cứng quá, hát hay đẹp trai. Nói vô coi. Này đẹp trai, bớt cái nết lại. Bớt cái nết lại. Bớt cái nết lại. Gái nó không thích mấy cái nhây đúng không? Thôi về đi. Trời ơi. Thôi yên tâm đi, tao mày về chung á. Đâu có đâu. Rồi. Linh chọn. Dạ con chắc được rồi đó cậu. Ai nói? Dạ tại vì con chỉ có Linh thôi, còn hai cái này nó tranh kia. Còn con thành cái Linh. Con có đối thủ. Này dễ sợ. Được. Được rồi. Trời ơi chịu. Trả lời gan ngược vậy chứ. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.